Mình nghĩ là cái này ngày xưa nó cao lắm. Hay là cũng gì ta? Có năng nền trong thân mình lúc là, tại vì cũng đã từng sửa chữa này đọ lại thì không biết sao, nhưng mà cái tấm này nó, mình nghĩ có một khung nhà riêng nhé. Và chẳng lẽ được như thế này cũng lạ ha. Đây, cái ngôi nhà cổ nằm đây, nhưng mà mình chưa, hiện tại là chưa được phép vào, tại vì chưa có cái cô, cái chủ nhà chính ở đây. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Hiện tại mình đang có mặt ở Tiền Giang, cây lại Tiền Giang cả nhà. Còn đến chính xác vị trí nào thì mình cũng chưa xác định được. Thì mọi người biết sao, tại vì mình đi cũng rất là nhiều nơi và cũng quay rất nhiều ngôi nhà cổ, và khi lần đầu xuống đây là gần như nãy giờ khi tìm vô cái khu nhà này lạc rất là nhiều. Và khi bước chân ở đây mình cảm thấy cảnh, quang cảnh ở đây khá là đẹp luôn. Nó đậm chất, gọi là đậm chất miền Tây luôn, giống như chiếc trên phim ảnh đấy cả nhà. Nhìn xung quanh là hàng dừa nè, và phía sau là chỗ mình đứng là có một cái cầu, cầu da. Và phía xa xa kia là có một cái chiếc cầu khá là đẹp, mà chiếc cầu đó ở trên người ta gắn sỏi, nhìn nó lãng mạn lắm cả nhà, giống như cầu tình yêu vậy á. Và hôm nay thì mình tới đây thì mình muốn để quay một ngôi nhà cổ của cái ông gì đó, ông Mười gì đó. Thì thật ra là khi mới tới thôi, mình chưa tìm hiểu kỹ nữa, nên lần này là mình xin vào để quay, rất mong là mọi chuyện suôn sẻ giống như là những nơi mình quay. Quang cảnh không khác gì trên phim hả? Thì xuống đây đặc biệt là mình thấy khá là thích thú luôn về những cái cảnh vật ở đây nè, quá là đẹp. Ở đó giờ mình đi rất là nhiều nơi gần miền Tây thôi, mình kêu không biết cái chỗ nào mà giống như trên phim, nhưng mà đây là lần đầu tiên bước chân xuống là mình thấy là được mãn nhãn rồi và rất là thích. Ở bên kia có một chiếc cầu, cầu này thì trước khi mình vào ngôi nhà mình thấy chiếc cầu khá là đẹp đó nha, nên muốn quay cái chiếc cầu lại một xíu để kỷ niệm. Mình sẽ vào bên đây là có nhà của ông Kiệt nè, ở nằm phía bên đây, phía trong cái bức tường rào bên kia. Giờ mình sẽ lên căn cây cầu này để review một xíu, tại rất là đẹp cả nha. Thấy đẹp chưa? Khung cảnh hữu tình, đậm chất miền Tây. Ở dưới đây người ta làm bằng sỏi cả nha, xây xong người ta ướp sỏi lên á, và xung quanh cái thành cầu là người ta gắn dây thừng, người ta quấn dây thừng lại. Không biết dưới có cá sấu không ta. Khá là đẹp. Qua đây là chiếc cầu mình muốn giới thiệu sơ qua một xíu khi xuống dưới Tiền Giang. Lần đầu tiên đặt chân dưới mảnh đất Tiền Giang. Xíu nữa dứt chiếc dép rồi. Đó, nhìn khá là đẹp ha, dòng sông. Xa xa kia là có hai bên là dừa chuối rồi những cây câu trồng. Có những cái chiếc cầu khỉ nữa cả nha, không biết là người ta có đi được hay không, nhưng mà nhìn nó mong manh lắm. Thì không biết là cái này cái cầu gì nữa, và cũng không biết cái con sông hay con kênh này tên gì luôn. Nhiều người kêu đi phải tìm hiểu, nhưng mà thật ra khi xuống là khó khăn lắm để vào, và để tìm kiếm cũng rất là khó, rồi vị trí rồi mình cũng chưa dành dẻ nữa cả nha. Đặc biệt là mình giới thiệu nơi đây có một cụm nhà cổ luôn, thì mình sẽ quay từng nhà, rất mong là mọi chuyện nó suôn sẻ. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái ngôi nhà. Bước vào cái vô cái cổng này, anh thấy cái cổng này rất mới anh. Mới nhưng mà ngôi nhà anh thấy là lâu quá nha. Đúng rồi. Gọi là nhà cổ mà. Anh em mình vào để coi thử là cái vị chủ nhân ngày xưa, hoặc là cái người ta, cái ngôi nhà này có từ bao nhiêu năm nha. Ở đây thì thấy tổ 22 ấp 1, ấp Phú Hòa. Tổ 1 ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha. Và đây là cái hoàn cảnh phía trong. Rồi, bà chủ muốn nhà rồi. Bà chủ muốn nhà anh? Không. Chắc là chờ tới chừng nào trời? Lặn lội xa xôi tới đây. Chú là ở cái... Mình là ở nhà này luôn hả chú? Tôi giữ nhà đây, chứ không nhà của tôi. Hay là mình có thể gọi điện được cái cô đó mà chú ha? Tại vì cháu gọi không được, cháu gọi ai bắt máy nó không phải. Tại vì cháu ở xa lắm. Ở đâu nữa? Cháu với Bình Dương á. Dạ. Đi vòng vòng cái nhà kia đi, chừng 1, 12 giờ gì đó, 1 giờ gì đó trở lại. Chứ giờ bác đi công việc tôi đâu dám. Dạ. Là chừng nào cái cô đó mới về hả chú ha? Thì bác đi chắc cũng khoảng 1 cái giờ rồi mới về. Dạ. Là chú là mình coi ngó khu nhà của mình hả chú? Đây
dọn chừng nhà. Dạ. Tôi đâu. À, chú cái ngôi nhà này chú có biết được là ngôi nhà này mình có không bao nhiêu năm rồi chú? Nó xây 1838. À, ôi, cũng lâu ha. 184 năm. 184 năm. Gì dữ vậy? Thì có số nữa. 184 năm. À. Trời. Một ngôi nhà cổ 145 năm anh thấy nó rất là kiên cố luôn ha. Chỉ có trùng tu lại Nhật, trùng tu lại. Là cũng đã từng trùng tu lại một lần rồi hả chú ha? Là con thấy đòn tay với mấy ngó là trùng tu rồi không chú? Cái phần mái có thể trùng tu nhưng mà cái dàn dưới là về cái dàn cửa nè. Ồ cái dàn cửa nguyên đây là người ta là vào hết để thoáng gió. Dạ. Anh em mình gọi là quay ban cái này xíu, rồi lát nữa mình sẽ tới ngôi nhà khác đi, rồi chiều ở chờ cái cô chủ đó về rồi mình xin phép vào. Hả? Bây giờ đi chừng nào bà chủ về ghé. Dạ. Bây giờ mình đi trước đi rồi xíu nữa mình quay lại. Không mà cái ngôi nhà này mà hơn 180 năm hết trời. Khủng lắm ta. Bộ ông tin hả? Dạ. Thì đây ở bên đây có nè. Có cái bảng rất to anh. Anh đây anh thấy là 1838 này. Thì đây là cái bảng Welcome to Mít Kiệt, là nhà của ông Kiệt ha. Đúng rồi. Ở dưới là nhà cổ nè. Ở đây có một cái kiến đá và xung quanh xây xi măng đồ này nọ rồi nhìn cũng khá là đẹp. Thì đây là cái ngôi nhà khoảng 180 năm. Thực ra khi tới thì cái cô chủ nhà cô đi đâu cả nhà, và mình tới lúc sáng và khi tới lại thì cũng nghe chú đó nói chưa có cô đó lại đi lại nên là cũng không biết như thế nào nữa, thì tranh thủ thì mình sẽ quay sơ qua chút xíu thôi. Tại đây là những cái khoảng không gian gần như là nó rất là hiếm, vì cái ngôi nhà cái phong cách kiểu này rất là hiếm luôn. Chào chị. Chị ơi, chị có thể cho em xin phép quay về ngôi nhà mình xíu được không chị? Nhưng mà ví dụ như vậy em thu phí tham quan rồi mấy anh cái việc tham quan chụp hình rồi thôi, còn quay YouTube gì thì có bà chủ nhà bà mới cho quay được. Em là chỉ tại vì có cô thì chắc không dám vào đâu, tại vì phải có sự cho phép của cô. Tại vì em chỉ đi xung quanh đây xíu rồi quay xung quanh cái ngôi nhà của mình thôi. Thì khi mà trò chuyện cùng với cái chị ở đây á, chứ cái chú á, thì chú kêu là cái quan trọng nhất là có một cái cô là mới được sự cho phép của cô đó là mới được vào. Thì bây giờ là thực ra phải nói là khi xa xôi xuống đây á, thì mình cũng đã quay ngôi nhà rất là nhiều, mấy ngôi nhà đây rồi, và cũng tiếc là không vào ở trong nhà này được. Nhà này rất là rộng đó nha, một cái nhà chính rất là to, phải là chắc cũng phải là tính xuống cái kia luôn, phải mấy trăm mét vuông, nhà to lắm. Mọi người thấy cái máy là biết rồi. Và được biết là ngôi nhà này xây năm 1838, là cũng khá là lâu. Chính xác ngôi nhà thì mình cũng chưa biết nha, tại vì không có nói bừa được. Phải gặp cái cô chủ nhà học gì đó là mình mới nói chính xác. Giờ mình sẽ đi xung quanh một xíu, gọi là để tham quan sơ thôi. Để gửi đến một ít hình ảnh về cái ngôi nhà nơi đây, để cho mọi người xem một trong những ngôi nhà cổ của Tiền Giang. Và đặc biệt hơn khi tới cái chỗ này cả nha, là có một cái cổng thành, giống như là cái này từng là một cái nhà mà đều lâu quá rồi, thì bây giờ là còn được như thế này thôi, còn xung quanh là đã bị mất hết rồi. Đó, đây rất là đẹp nha. Đây là cái mặt, không biết mặt trước cái mặt sau, nhưng mà được cái sự tô lại nên là cái này mình nghĩ sau này làm lại là cho nó khỏi sập nè. Đó, rất là thấp. Mình nghĩ là cái này ngày xưa nó cao lắm. Hay là cũng gì ta, có năng nền trong thân mình lúc là, tại vì cũng đã từng sửa chữa này đọ lại thì không biết sao, nhưng mà cái tấm này nó mình nghĩ có một khung nhà riêng nhé, và chẳng lẽ được như thế này cũng lạ ha. Mà cái kiến trúc này thì nó nói giống như là những cái ngôi nhà cổ thời Pháp đây nè, mọi người thấy giống không? Nhưng mà nó chỉ có một cái bức này thôi, trước cái nhà này á là chỉ có một bức này, nó giống như là một ngôi nhà thôi. Cái này là mình quay quang cảnh xung quanh ở ngôi nhà cổ nha. Đây, cái ngôi nhà cổ nằm đây, nhưng mà mình chưa, hiện tại là chưa được phép vào, tại vì chưa có cái cô, cái chủ nhà chính ở đây, nên bắt buộc là mình phải đi xung quanh thôi, xin phép đi xung quanh quay ở ngoài. Nhìn rất là cổ kính, nhưng mà biết cái này có phải là một cái nhà không ta? Lạ chứ. Hay là từng là một ngôi nhà nhưng mà đã bị sập hay gì đó. Chỉ còn có một tấm vách và một cái cửa vô, hai cửa vô. Ở đây một cái cửa sổ, mình nghĩ có thể đây là một cái ngôi nhà này, nhưng bên kia đã sập rồi, nên là chỉ còn như thế này.
tại vì nó hẳn hoi cửa sổ mà ha. Mọi người thấy cửa sổ đàng hoàng, có bản lề nè, thanh cửa rồi đàng hoàng nè. Thì có thể là phía trong ngày xưa là có cái nhà nữa, nhưng có thể bị sập rồi. Và nhà này, nhà khuôn, cái khu nhà cổ này rất là to nha. Được rồi đây. Ủa anh, nếu mà coi YouTube của anh vậy là coi bên trên sau mới coi được. À, chị có điện thoại không? Có. Chị lấy điện thoại ra để bấm cái tên kênh cho chị kiếm, chị coi thử. À, chị là con cháu của ngôi nhà mình luôn hay sao chị? Dạ, cháu. Cháu hả? Ờ, đây là có một cái giống như cái giếng hả? Có thể đây là một hồ nuôi cá. Ờ, cá bự không anh Phú kìa? À, cá thầy tượng. Cá thầy tượng to ha. Ở đây có những cái bậc nè, có thể ngày xưa là một là nơi đây là cái giếng trời, giống như là để ngắm cảnh hay gì đó, hoặc là cái hồ cá chân. Cũng có thể là gì để sinh hoạt gia đình cũng có thể. Nhà này không phải nói bự ghê đâu. Quá khủng luôn, anh thấy ngoài kia còn cái máy tử đình nữa ha. Ờ, đây là cái cô cháu gái ngôi nhà này. Chị giờ là đã thứ mấy nhà này? Dạ chỉ cháu phụ làm du lịch này thôi, chứ còn giờ còn người đang quản lý ngôi nhà này là bà chủ của dâu đời thứ tư. Là chị phụ cô tiếp khách. Thì em cũng có coi trên mạng, trên báo rồi đó. Chị đã hỏi cái tên kênh của mình từ tức TV tổng 86 vào trong ngôi nhà để chia sẻ cho cô chú anh chị biết được. Đây là cái kênh, là chị có thể vào đây coi. À, vào cái kênh nè. Đó, cái kênh này là đấy. Còn video bấm rất nhiều video vào đây, có thể chọn lựa video mà mình yêu thích. Mà đa phần nhà cổ với màu cổ không đấy. Hay là coi cái nhà ông này đây. Đó, nhà cổ mới bỏ 6 giờ sáng. Quá nhiều rác trên điện thoại của bạn. Nhớ xem xong đăng ký ủng hộ nha. À, cảm ơn chị nhiều. À, chị tên gì ạ? Tên Thấm. Thấm hả? Thấm nhà cổ. Chắc tiếc là sáng nay cũng có tới nhưng mà không gặp. Thật sự rất là tiếc luôn. Tại vì ngôi nhà này, thứ nhất là đồ cổ nó cũng khá là lâu, hơn 180 năm. Và cái kiểu cách ngôi nhà cũng khác nữa. À, phải nói là rất tiếc luôn cả nhà. Một ngôi nhà cổ khá là khủng. Và được chị ở đây biết là nơi đây mình có thể là ngủ lại được nha. Cứ tầm 1 triệu, 1 triệu mấy yên đêm á, là bao gồm bữa ăn tối và ăn sáng. Nó gọi là nơi đây là kết hợp khu du lịch luôn. À, thật ra phải nói cũng đúng, tại vì phía bên kia có một con sông rất là đẹp. Cái cảnh vật và cái chiếc cầu nè, rồi những con thuyền, rồi những hàng cây, nó tạo lên một cái khung cảnh đó, đậm chất miền Tây, rồi kết hợp ngôi nhà như thế này nữa. À, ở bên trong đó mình thấy phải nói là rất là đậm chất, tại vì cái nội thất và những cái hoa văn đồ nhìn đẹp lắm. Tại vì mình phải có sự đồng ý của chủ nhà mới vào, còn không thôi là mình cũng không vào đâu. Tại vì không nhất thiết phải gì cả nha. Mình quay là gửi đến quý vị xem những cái gì đó gọi là nó thực tế, và phải có sự cho phép giữa chủ nhà và chủ kênh luôn, là phải hòa hợp với nhau mình quay á, thì để mới giới thiệu được cho bà con. Ngôi nhà này gần như là toàn bộ là bằng gỗ nha. Hoa văn tuy là ở ngoài không mỹ miều, nhưng mà mình tin chắc ở trong là cả một cái kho tàng luôn về cái kiến trúc, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì 180 năm rồi mà. Từng cái giống như từng những nguyên gạch nè. Những ngôi nhà này là tính là từ thời triều Nguyễn cho tới tận bây giờ, chứng tỏ là những cái người đây là làm những cái gì đó, phải nói là phải có một trong những người vị trí quan trọng mới có được một ngôi nhà như thế này. Và những cái thanh gỗ đây, chứng tỏ là vừa trắng và vừa cho gió lùa vào luôn, rất là mát mẻ, nên tạo cho cái trong nhà là có thể là nhìn nó kín, nhưng mà thật ra không kín nha. Gió có thể lùa nhưng mà mưa thì không có thể tạt nha. Thường có một khu nhà mà xây theo kiểu như thế này á, là người ta có thể là treo thêm một tấm vàng nữa, cái tấm như là tấm chiếu mành nữa, người ta phủ lại lúc mưa gió. Nhưng nhà này thì mình nghĩ là chắc không có mưa đâu, theo cái hướng như thế này có khả năng là không có mưa tạt đâu. Cảnh vật ở đây phải nói khá là đẹp. Thật sự là rất là tiếc khi đây mình có thể là tới đây thì mình đứng một chút xíu thì được, chứ cũng không có được vào nữa cả nhà. Đây, nhìn khung cảnh phía trong nhà phải nói là đỉnh luôn, nhưng mà rất tiếc là không có cái cô chủ. Nơi đây thì có thể nói là đây là một trong những kiến trúc
khá là độc đáo. Mà mình nghĩ là những cái chạm chỗ điêu khắc này cũng từ chắc không phải mướn thợ từ ngoài Huế vào chứ không phải lại đâu. Cái ngôi nhà này đã trùng tu lại nè. Trùng tu là mái trên anh, mái trên. Mái ngói á, mái ngói với cây á. Còn cái phần đa phần cái kèo nè, rồi những cái bàn này nè. Anh thấy nhìn sắc nét không? Rồi những cái đồ bàn ghế rồi những cái cặp đối liễn. Cái ngôi nhà này anh được và phía trong nơi thờ cúng không vậy, nhìn rất là trang nghiêm và đậm cái chất cái thời ngày xưa cho tới tận bây giờ luôn á. Cái ngôi nhà này anh biết là được ví như cái gì không? Ví như cái gì ạ? Một trong khu đại mỹ gia là chính cái ngôi nhà đẹp nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì em thấy là xứng đáng chứ, tại vì cái độ tuổi của ngôi nhà của mình là gần như là trên 180 năm. Hai nữa là cái kiểu dáng, cái mỹ miều, cái độ kiến trúc bên trong nó tạo nên một cái ngôi nhà phải nói là nó rất là đỉnh về cái độ cổ của nó luôn. Tiếc quá cả nhà.